Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam đang ráo riết hợp tác với Mỹ để bảo vệ chủ quyền Biển Đông ra sao? Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc được đánh giá là mối quan hệ giữa hai quốc gia có hệ thống chính trị tương đồng do đảng Cộng sản lãnh đạo. Chính trị Việt Nam được coi là một bản sao của chính trị Trung Quốc. Và đây là hình Bộ trưởng Phan Văn Giang và Tổng thống Philippines. Sinh thời cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thái độ mềm yếu quá mức đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông Ông Trọng từng nói rằng, căng thẳng với bạn tức Trung Quốc thì liệu chúng ta có thể ngồi đây để bàn về đại hội đảng hay không. Đây là sự vô trách nhiệm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam mà ít ai có thể chấp nhận được. Theo một số nhận định, sau khi kế nhiệm ông Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có quan điểm khác biệt trên nhiều vấn đề. Đặc biệt là chính sách đối ngoại với các cường quốc nói chung và quan điểm về chủ quyền trên biển Đông nói riêng khi ông Lâm mới chân ướt chân ráo nắm quyền lãnh đạo, Bộ Ngoại giao đã đưa ra tuyên bố nhấn mạnh việc bảo đảm các quyền hợp pháp của Việt Nam đối với phần thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý trên khu vực giữa Biển Đông. Đây là lý do khiến Bắc Kinh tức giận và họ lập tức có các hành động đáp trả. Kể từ khi ông Tô Lâm thực sự nắm quyền, Cảnh sát biển Việt Nam đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác với lực lượng từng duyên của Philippines. Từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 9, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức một đợt diễn tập bắn đạn thật tại khu vực vùng biển gần đảo Phú Quý, thuộc tỉnh Bình Thuận với tình huống giả định là chống tàu lạ xâm nhập vào biển Việt Nam. Và đây là hình tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm. Giới quan sát ghi nhận tàu cá và tàu khảo sát Trung Quốc từng vào gần vùng biển đảo Phú Quý trong các năm gần đây. Một số ý kiến cho rằng các phản ứng đối phó của Việt Nam cũng như Philippines hiện nay đều sẽ thất bại vì câu trả lời nằm trong bản chất chế độ của Bắc Kinh. Kể từ năm 2012, dưới thời Tập Cận Bình, Trung Quốc đã trở nên độc đoán hơn và coi thường luật pháp cũng như các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là hồ sơ biển Đông. Theo giới phân tích, Philippines nên tính đến việc kích hoạt hiệp ước tương hỗ với Mỹ, còn Việt Nam có thể tiến tới tập trận hoặc phối hợp chặt chẽ hơn với lực lượng từng duyên của Hoa Kỳ đang hoạt động tại khu vực biển Đông. Được biết, Mỹ sẽ tặng cho Việt Nam chiếc tàu tuần duyên thứ ba trước cuối năm 2024 này. Mới đây trong chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9, ông đã được Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tiếp đón trọng thị, cùng tuyên bố khẳng định về sự gia tăng hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam diễn ra trong suốt năm qua. Và đây là hình cố Tổng bí thư Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đồng thời, hai nước đang đàm phán về thương vụ mua bán máy bay vận tải C130 cho Hà Nội. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đang xem xét về việc mua các loại máy bay khác của Mỹ, bao gồm cả chiến đấu cơ F16. Tuy nhiên, do Hà Nội lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, nên các cuộc đàm phán về loại máy bay này không có nhiều tiến triển. Việt Nam cũng đã và đang âm thầm chuẩn bị cho những quyết định mua sắm như gửi một số sĩ quan không quân những đội hậu cần đến Mỹ để huấn luyện và học tập từ cách đây 2-3 năm. Đồng thời, Việt Nam mới khai trương một sân bay ở Phan Thiết dành riêng cho việc triển khai một số loại máy bay huấn luyện sẽ mua của Mỹ trong tương lai. Điều đó cho thấy Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực và cơ sở hạ tầng cho việc mua sắm vũ khí Mỹ. Tất cả những sự kiện này đánh dấu giai đoạn mới trong hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đến nay vẫn suôn sẻ và đi theo hướng mà cả hai nước đều mong muốn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam đang ráo riết hợp tác quân sự với Mỹ để bảo vệ chủ quyền Biển Đông ra sao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin các thương hiệu lớn trả mặt bằng vì giá quá cao. Ngày 17 tháng 9, AFA tiếng Việt loan tình, sau Starbucks đến McDonald trả mặt bằng thuê ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chuỗi thức ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ là McDonald vừa thông báo đóng cửa cửa hàng đầu tiên của mình ở Việt Nam sau 10 năm bắt đầu vào ngày 19 tháng 9, nhưng cho biết các cửa hàng khác của hãng trên toàn quốc vẫn tiếp tục hoạt động. AFA cho biết việc McDonald rời bỏ cửa hàng lớn tại trung tâm Sài Gòn xảy ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi thương hiệu cà phê nổi tiếng của Mỹ là Starbucks cũng quyết định ngừng hoạt động tại cửa hàng lớn của hãng cũng ở trung tâm Sài Gòn có tên Starbucks Resort hàng thuyền. Và đây là hình bản tin trên AFA. Theo trang AFA, cửa hàng McDonald's Bến Thành thông báo ngừng hoạt động vào 2 giờ sáng ngày 19 tháng 9 và không nêu lý do. Đây là cửa hàng được khai trương vào tháng 5 năm 2014, 3 tháng sau khi McDonald's vào Việt Nam. Hiện hãng đồ ăn này có 36 cửa hàng ở Việt Nam, thấp hơn nhiều so với con số mục tiêu đưa ra là 100 cửa hàng trên toàn quốc. Trước đó, ngày 26 tháng 8, vẫn theo AFA, Starbucks hàng thuyền cũng gửi lời tạm biệt tới khách hàng sau 7 năm gắn bó. Đây là cửa hàng cà phê cao cấp đầu tiên và duy nhất của Starbucks ở Sài Gòn khai trương vào năm 2017. Hãng không thông báo lý do cụ thể việc đóng cửa, chỉ cho biết quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố. AFA cũng cho biết, truyền thông trong nước phỏng vấn một số chuyên gia trong nước và cho rằng yếu tố giá thuê mặt bằng quá cao cũng có thể là một trong những lý do khiến các hãng lớn rời bỏ các mặt bằng đẹp ở thành phố đông dân nhất cả nước. Giá thuê mặt bằng ở cửa hàng của Starbucks được ước tính khoảng 30.000 đô la một tháng, trong khi giá thuê mặt bằng của McDonald được ước tính từ 14.000 đến 15.000 đô la một tháng. Truyền thông nhà nước cũng cho biết nhiều nhãn hàng đang ồ ạt trả lại mặt bằng ở Sài Gòn từ giữa năm 2023 và hiện vẫn chưa dừng lại. Một số chuyên gia và doanh nghiệp cho báo chí trong nước biết lý do là kinh doanh không hiệu quả, kinh tế khó khăn. Và đây là cửa hàng McDonald's Bến Thành mới thông báo ngừng hoạt động. Quả thực dạo quanh khu vực trung tâm Sài Gòn có thể thấy rất nhiều mặt bằng bỏ trống, treo bảng cho thuê hoặc bán từ vài năm nay. Điều này đã dần trở thành phổ biến ở khắp Việt Nam, không chỉ nhà mặt tiền mà ngay tại các chợ truyền thống cũng có thể thấy rất nhiều sạp hàng đóng cửa ngừng kinh doanh. Tình trạng này xảy ra do nền kinh tế ngày càng eo ụt, thuộc dốc, sức mua giảm mạnh, kinh doanh thua lỗ nhưng giá thuê mặt bằng không giảm. Ngày 29 tháng 8, báo VN Business dẫn lời bà Mark Hill, tổng giám đốc Starbucks Việt Nam, từng phải thốt lên rằng giá thuê mặt bằng trên cả thế giới đều giảm, chỉ có ở Việt Nam là không. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang ảnh hưởng đến sức khỏe doanh nghiệp, VN Business cũng cho hay, việc giá mặt bằng tăng quá nhanh đầu năm 2024 đã khiến nhiều thương hiệu lớn cũng phải rời đi. Như trường hợp của Highland phê đã trả mặt bằng tại góc phố Nguyễn Du và Buster Yên Sushi đóng cửa chi nhánh số 8 Đồng Khởi. Thương hiệu F&B có tiếng cũng trả mặt bằng thuê trên đường Nguyễn Huệ, Quận 1 khi chủ nhà hàng tăng giá thêm 12% thương hiệu khác ở khu vực đường Thái Văn Lung cho biết cũng sẽ trả lại vì không gồng nổi mức giá thuê gần 680 triệu đồng mỗi tháng. Chưa kể hàng loạt mặt bằng vị trí kim cương ở Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Ngô Đức Kế cũng rơi vào tình trạng bỏ trống cả năm vì khó kiếm khách chịu được mức giá vài trăm đến cả tỷ đồng một tháng. Theo VN Express, nhiều chủ nhà có tâm lý thà để mặt bằng trống chứ không giảm giá vì họ không bị áp lực về thu nhập khả năng tài chính của họ đủ để chịu đựng việc mặt bằng bỏ trống. Họ tin rằng giữ giá thuê ổn định giúp bảo đảm giá trị tài sản của họ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Các thương hiệu lớn trả mặt bằng vì giá quá cao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới